Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Con Gái Bà Tô nha. Các bạn ơi, đây là cái củ sen mà mình mới mua về, mình gọt sẵn rồi. Hôm nay mình chế biến một cái món ăn với củ sen nha các bạn. Đây là củ sen của mình mua về và mình gọt, mình cắt ra làm đôi á. Tại vì cái củ sen này nó hơi bự á, cho nên mình cắt ra làm đôi. Cắt nó miếng vừa vừa giống vậy nè, để khi mình lát nó mình làm ăn cho nó dễ đó. Thì chuẩn bị bắt một cái nồi nước nấu sôi sẵn nha các bạn. Mình sẽ luộc củ sen, mình cho một muỗng giấm vô. Khi nước nó sôi rồi đó các bạn, mình bỏ sen mình cắt sẵn rồi đó, bỏ vô mình luộc. Quậy cho nó đều lên, mình luộc khoảng chừng 5 phút đó các bạn. Luộc khoảng chừng 5 phút thôi, để cho cái củ sen nó vừa chín mà vừa giòn luôn, vừa chín vừa giòn tới luôn. Và đây là nấm đông cô. Các bạn ơi, nấm đông cô cũng còn được gọi là nấm hương á các bạn. Thì cái nấm hương này á, là mình đã ngâm trước một đêm rồi các bạn. Tại vì mình mua loại khô á, mình đã ngâm trước một đêm rồi, cho nên là nó cũng đã mềm rồi. Mình rửa sạch và cắt ra từng miếng giống như vậy á. Và đây là chuẩn bị nước sốt nè các bạn. Mình sẽ làm một cái chén nước sốt ha. Mình chế một chén nước lạnh nhỏ vô trước, xong sau đó một cái chén nhỏ nước tương giống như vậy. Một muỗng nấm đông cô, bột nêm nấm đông cô các bạn. Và đây là một chút xíu bột năng. Đây là dầu mè đó các bạn. Thì dầu mè này thì mình cho khoảng một chút xíu vậy thôi. Và đây là giấm đỏ. Giấm đỏ thì mình cho khoảng một muỗng giấm đỏ. Mình chế vô trong cái chén này. Đó, bao nhiêu đây giấm đỏ thôi nha các bạn. Một chút xíu tiêu. Mình quậy trước cái hỗn hợp này lên trước. Tại vì trước khi mình làm cái món này á, thì mình phải làm cái sốt đó các bạn. Mình quậy lên cho nó tan chút xíu. Đó, mình thấy nó tan chút xíu xíu cái gia vị nấm đông cô á. Cho nó tan trước chút xíu. Mình bỏ thêm 2 muỗng đường nha các bạn. Bỏ thêm 2 muỗng đường. Và mình mới quậy cho nó tan cái đường hòa lẫn với tất cả những cái gia vị mà mình nãy mình mới vừa bỏ vô á. Thì các bạn ơi, khi mà mình làm cái món ăn này đó, thì mình sẽ chuẩn bị một cái nước sốt giống như vậy á. Để lát nữa mình không có phải nêm bất cứ một cái gì vô nữa, là tại vì nước sốt này đã sẵn sàng rồi. Mình bắt cái chảo lên, mình nấu cái nước sốt trước nè các bạn. Mình sẽ nấu sôi cái nước sốt này lên nha. Cái nước sốt này mình phải nấu cho nó sôi lên đó các bạn. Đó, nó sôi giống như vậy đó. Cho nó đặc quẹo quẹo lại chút xíu nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nó đặc quẹo lại chút xíu. Nó sắp đặc rồi đó các bạn. Nó kẹo kẹo lại đó, các bạn thấy không? Nó kẹo kẹo lại khi mình thử nó đó. Mình thấy cái nước nó hơi kẹo kẹo rồi đó. Mình chịu khó quậy đều nó lên nha các bạn.
Rồi bây giờ mình bỏ nấm đông cô vô trước, tại mình muốn cái nấm đông cô là nó phải thấm cái vị mặn đậm đà đó các bạn. Cho nên mình bỏ mình trộn nấm đông cô, mình rim nấm đông cô trước cho nó thấm vô trong cái nấm đông cô, lát nữa thì cái vị nấm đông cô mình nó đậm đà hơn. Thì các bạn cũng biết rồi đó, cái nấm đông cô này á, nó còn được gọi là nấm hương á các bạn. Thì cái nấm hương này á, nó có một cái hàm lượng calo rất là thấp, và nó có chứa một cái lượng chất xơ rất là tốt, cũng như nó có vitamin B và một vài khoáng chất. Ngoài ra ăn cái nấm hương này á, nó còn có chứa nhiều cái axit amin giống như là thịt luôn á các bạn. Nó giúp là tăng cường hệ miễn dịch nè, nó cũng ngăn ngừa ung thư, nó có hiệu quả trong cái việc kháng khuẩn và kháng virus nữa. Nó giúp cho xương chắc khỏe hơn. Nấm hương này á, là một trong những cái nguồn thực vật từ thiên nhiên duy nhất mà nó chứa vitamin D luôn á các bạn. Cho nên là khi mà mình ăn cái nấm hương này rất là tốt. Mà trong cái quá trình mà mình ăn chay á, thì mình sử dụng cái nấm hương này rất là nhiều luôn á các bạn. Các bạn thấy không, mình làm rim nó kẹo kẹo lại rồi đó. Mình rim cho nó kẹo kẹo chút xíu nha các bạn. Mình để cái sốt của nó thấm vô trong cái nấm đông cô, khi mình ăn vô thì nó có một cái gia vị đậm đà. Hôm nay mình sẽ dùng cái nấm đông cô này nấu chung với lại củ sen. Thường thì các bạn cũng thấy rồi đó, nấm đông cô này á, sẽ nấu chung rất là nhiều món ăn. Nhưng hôm nay mình sẽ nấu chung với cái củ sen này. Mình sẽ rim cái nấm đông cô này với củ sen này, món ăn rất là mới lạ luôn các bạn. Các bạn nào mà mình chưa từng ăn qua cái món giống vậy, khi mà mình coi video này, mình mua về mình làm ăn thử nha các bạn. Mình trộn đều cái củ sen với lại nấm đông cô nha các bạn. Trộn đều lên cho cái gia vị nó thấm vô trong cái củ sen á. Lý do là mình bỏ cái củ sen vô sau là mình muốn cái củ sen nó giữ được cái độ giòn và không có thấm vị mặn lắm, vừa phải thôi. Và lát nữa khi mà mình ăn á các bạn, thì mình sẽ ăn được cái là cái vị đậm đà của cái nấm đông cô và cái vị vừa đủ mặn của cái củ sen mà nó giòn giòn á các bạn. Thì mình ăn như vậy nó rất là ngon luôn á các bạn. Mình trộn cho nó đều lại với nhau. Tại vì củ sen hồi nãy mình cũng đã có luộc qua rồi đó các bạn. Cho nên là cái củ sen nó cũng đã có chín một chút xíu rồi. Cho nên mình cũng không có sợ là cái củ sen nó sống. Mà thật sự thì cái củ sen này á, các bạn, người ta cũng ăn sống được luôn các bạn. Nó chế biến nhiều những cái món ăn bằng củ sen lắm các bạn. Các bạn biết không, tại vì hồi nãy mình làm cái sốt đó các bạn, thì mình cũng đã có cân lượng và đầy đủ rồi, cho nên nó vừa ăn rồi. Bây giờ thì mình chỉ cho một chút xíu tiêu thêm nữa, để cho nó có một cái vị the the cay cay, một cái mùi thơm của tiêu đó các bạn. Thì nó làm cho cái món ăn của mình nó ngon hơn. Và mình trộn đều lên với cái gia vị tiêu mà hồi nãy mình mới bỏ vô đó. Mình trộn cho nó đều rồi đó các bạn, thấm vô rồi đó các bạn. Cái món ăn này á các bạn, thì mình làm sẽ không có để nước ở phía dưới lỏng bỏng nha các bạn. Tại vì mình muốn làm cho nó khô lại, ráo lại, giống như người ta rim sườn ram, đồ rim tôm rồi đó các bạn. Thì người ta cũng làm khô khô giống vậy á, mà nó đặc đặc kẹo kẹo lại á các bạn. Thì nó rất là ngon, nó khác những cái món kho nha các bạn. Cái món này thì không phải là kho nha. Cái món này thì mình tạm gọi là giống như mình rim vậy đó. Đây là mè rang mình rang sẵn rồi đó. Thì mình bỏ mè rang vô khi mà món ăn của mình nó đã sắp xong rồi đó. Thì mình trộn với một chút mè rang. Thì cái mè rang này á, nó rất là thơm luôn các bạn. Khi mà mình ăn chung một cái món ăn giống như vậy với lại có mè rang nữa, thì cái mùi thơm của mè rang nó làm tăng thêm cái sự hấp dẫn cho cái món ăn của mình á. Sắp xong rồi là các bạn ơi. Nó đặc vệ như vậy là nó xong rồi đó. Mình trộn thêm chút xíu nữa. Các
các bạn thấy không, tất cả những cái món ăn của mình là toàn là dễ làm không à. Tại vì bản thân mình không có biết nấu ăn nhiều, mình chỉ nấu ăn đơn giản tại nhà, những cái món ăn mà dễ làm và phải có chất dinh dưỡng á, là cái tiêu chí của mình luôn á các bạn. Thực sự thì ăn uống có rất là nhiều những cái món ăn các bạn mà mình lựa chọn á, nhưng mà mình cũng chia sẻ đây là một cái món ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Nếu như mà các bạn nào mà mình nhìn thấy mình làm cái món này ngon thì mình về làm thử ăn nha, nó cũng dễ làm nữa đó. Mình chia sẻ những cái cách làm nó rất là chi tiết luôn á các bạn. Đó, bây giờ cái món củ sen riêu nấm đông cô của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn thấy không. Các bạn thấy nấm đông cô của mình nó đã thấm gia vị rồi nè các bạn. Nó thấm gia vị đậm đà, rồi còn cái củ sen á là vẫn còn giữ được cái độ giòn luôn á các bạn. Và một cái gia vị ở bên ngoài cái củ sen á thì nó không có mặn quá, nó vừa thôi. Thì mình ăn chung với lại cái nấm đông cô với cơm rồi nữa thì rất là ngon luôn á các bạn. Đây là mình sắp xếp ra dĩa như vậy á, thì khi nhìn á thì nó có cái phần thẩm mỹ á, thì nhìn mình sẽ muốn ăn hơn á. Thì các bạn biết rồi đó, trong cái củ sen này á các bạn, nó giàu kali, ăn rất là tốt cho cơ thể luôn các bạn. Nó có một cái chất giãn mạch á, giúp cho cái mạch máu được lưu thông. Mà cái củ sen này á các bạn, nó còn chứa nhiều chất xơ nè, giúp cho ruột hoạt động mềm mại, uyển chuyển hơn, nó trị được cái bệnh táo bón luôn á các bạn. Ngoài ra thì cái củ sen này á, nó còn giàu vitamin C nữa. Thì cái vitamin C nó cũng là một trong những cái thành phần mà cấu thành nên cái collagen đó các bạn. Nó giúp duy trì sức mạnh toàn bộ cái mạch máu nè, da nè và các cơ quan của trong cơ thể luôn á các bạn. Rồi nó giúp giảm stress. Nếu mình ăn cái củ sen này nhiều á, thì nó cũng giúp cho mình giảm được cái stress nhiều luôn các bạn. Rồi nó cải thiện sức khỏe của tim. Rồi nó có một cái đặc biệt, nó là nó trị cho cái chứng bệnh mà dạ dày á các bạn. Cho nên là khi mà mình ăn cái củ sen này á, thì nó là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho sức khỏe luôn á các bạn. Xong rồi nè các bạn ơi, nhìn hấp dẫn không? Mình cho chút xíu mè rang lên để cho tăng thêm cái độ hấp dẫn và cái vị ngon của cái mè rang nó béo béo các bạn. Khi mình ăn chung với lại cái nấm đông cô này có một cái vị đậm đà và cái sự giòn của cái củ sen, hai cái nó kết hợp lại thì nó khiến cho cái món ăn của mình rất là ngon và lạ miệng luôn á các bạn. Thì các bạn nếu như mà mình coi video này thấy cái món ăn này vừa ngon vừa bổ dưỡng vừa dễ làm thì mình làm thử cho gia đình mình ăn nha các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng mình thưởng thức cái món này nha. Này các bạn thấy không, nó vừa mềm mại nữa, cái nấm đông cô của mình nó vừa mềm mại nữa này và đậm đà nữa. Củ sen của mình á là còn vị giòn và cái gia vị không có mặn và cũng không có lạt, vừa vặn nha các bạn. Bây giờ mình xin dừng cái video này ở đây nha. Cái món ăn của mình đã xong rồi. Chúc cho các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.